Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp của mình ngày hôm nay. Hôm nay gia đình của mình sẽ vào bếp và chia sẻ cái cách xào bún gạo ha. Với cái cách xào của mình ngày hôm nay thì cho chúng ta cái món bún gạo không có bị đứt gãy nè, và rất là giữ được cái độ giòn và rất cực kỳ thơm ngon luôn. Mình sẽ chia sẻ cái cách làm nước chấm luôn nhé. Nếu mà bạn nào cảm thấy thích thì hãy bắt tay vào làm chung với gia đình của kênh Bếp Vợ ngày hôm nay với món bún gạo xào này đi nào. Và đây là tất cả nguyên liệu cũng có. Đầu tiên thì mình sẽ có 300g cải ngọt mình đã cắt khúc rồi nha. 100g hành tây mình đã xắt muối cao. 200g cà rốt xắt rời. Thêm vào đây là mình có tỏi và củ hành. Bên cạnh đây thì mình có 100g bắp cải. Kế tiếp thì mình sẽ có hành, ngò và ngò rí nha. 300g bún gạo. Kế tiếp thì chúng ta sẽ có 100g giá, 5 miếng đậu hũ. Tất cả các nguyên liệu đã sẵn sàng rồi. Đầu tiên thì mình sẽ cho cái bún gạo này vô một cái thau và mình sẽ tiến hành mình ngâm nha. Và ở đây thì chúng ta sẽ chuẩn bị một thau nước sôi, một bình nước sôi. Trước khi đổ nước sôi vô thì chúng ta sẽ cho một muỗng cà phê muối vô, một muỗng dầu ăn ha. Rồi chúng ta sẽ tiến hành đổ ngập mạch nước. Và nước ở đây là nước sôi nha mọi người nha. Mình sẽ ngâm nước sôi cho cái phần bún gạo này nó nở ra. Mọi người không có cần phải luộc đâu. Với cái cách ngâm này thì mình xào bún thì nó sẽ rất là dai và không có bị đứt gãy cọng bún. Mình sẽ ngâm ở đây tầm 7 phút nha. Sau 7 phút sau thì chúng ta sẽ quay lại và bún của mình nó sẽ chín. Trong lúc đợi cái bún gạo nó chín thì chúng ta sẽ cho đậu hũ vô nồi chiên không dầu và mình sẽ chiên lại cái đậu hũ này cho nó giòn và nóng lên nha. Mình sẽ điều chỉnh 160 độ và mình chiên trong vòng 10 phút. Và trong 10 phút thì các anh chị và các bạn sẽ lâu lâu mình lấy ra mình chở mạch á. Xong phần đậu hũ quay lại thì cũng là lúc mà bún gạo của mình nó đã nở ra như thế này rồi nè. Sau 7 phút thì các anh chị và các bạn sẽ kiểm tra cái bún của mình ha. Nó vừa chín tới như thế này là đạt nè. Và cái cọng bún của mình nó hơi trắng trong một chút xíu. Thì chúng ta sẽ mang đi rửa sạch lại với nước để ráo nha. Đây là bún mình đã rửa sạch qua nhiều lần với nước. Và mình bây giờ mình sẽ để cho nó ráo nhé. Và khi mà mình để ráo thì các anh chị và các bạn sẽ ướp vô đây một chút gia vị để cho cái phần bún của mình nó thấm gia vị nha. Mọi người thấy không ạ? Cái bún của mình nó rất là dai luôn. Đổ ngược lại cái thau nè. Và mình sẽ ướp vô đây 2 muỗng canh nước tương. Một phần 2 muỗng cà phê đường. Một muỗng cà phê hạt nêm. Kế tiếp thì mình sẽ cho tỏi phi hoặc hành phi mình sẽ cho vô đây nhé. Rồi đeo bao tay vô và mình sẽ tiến hành mình trộn cho cái phần bún này nó thấm gia vị. Với cái cách ngâm bún với cái nước sôi như thế này thì mọi người thấy mà cái bún của mình khi mà mình trộn nó rất là dai luôn. Và mình xào thì nó sẽ không có bị nát đâu nha. Đó, khi mà mình trộn đều lên như thế này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành mình để ở đây cho cái phần bún này nó thấm gia vị mà mình quay qua mình sẽ sơ chế cái phần rau củ quả nhé. Trước khi mà mình xào thì mình sẽ làm nước chấm trước. 80ml nước ấm, 70ml nước tương. Mình sẽ đổ vô cái phần nước nè. Nước tương mình sẽ đổ vô phần nước luôn nha. Rồi kế tiếp thì mình sẽ cho 30g đường. Hòa tan cái phần nước nè, nước tương và phần đường cho nó tan ra. Sau khi tan rồi thì mình sẽ cho vô đây là 2 muỗng canh nước cốt chanh. Lúc này thì các anh chị và các bạn có thể nêm nếm là cho vừa ăn. Nếu mà đã vừa vị rồi thì chúng ta sẽ cho hành, cho tỏi băm và ớt vô nha. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái chén nước chấm rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi xắt đậu hũ.
Giai đoạn này thì mình sẽ sơ chế rau củ quả nha. Cho dầu ăn vô nè. Và khi mà dầu ăn nóng thì chúng ta sẽ cho hết cái phần tỏi và hành củ vô, mình khử vàng. Do là bún xào nên là mình sẽ cho nhiều dầu ăn một chút xíu nha. Khi mà tỏi đã vàng thì chúng ta sẽ cho cải vô, cải ngọt và bắp cải vô. Xào trên lửa lớn nhé. Sau khi mà xanh rồi thì chúng ta sẽ cho cà rốt sắc sợi vô nè. Và khi thấy cà rốt nó cũng xanh rồi thì chúng ta sẽ tiến hành mình cho nguyên liệu tiếp theo. Đó là 1/2 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường, 1/4 muỗng. Mọi người thấy mà xào trên lửa lớn thì nó rất là giữ được cái màu sắc của rau củ á. Cuối cùng thì chúng ta sẽ cho hành tây và giá vô, đảo thêm một lần nữa là chúng ta đã xào xong cái phần rau củ rồi đó. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cho hết cái phần bún vừa nãy mà mình trộn gia vị đó, mình sẽ cho vô đây và mình sẽ đảo đều lên. Lúc này thì các anh chị và các bạn sẽ giảm lửa nhỏ xuống một chút xíu nha. Mình trộn cho nó đều lên. Sau khi mà phần bún đã đều với cái phần rau củ rồi thì chúng ta sẽ cắt hành ngò rí. Mình sẽ cắt khúc vô như thế này. Cho đậu hũ vô, thêm một chút xíu tiêu và đảo đều lên là chúng ta đã hoàn thành xong cái món bún xào ngày hôm nay rồi đó mọi người. Rất là nhanh gọn, không có mất quá nhiều thời gian của các anh chị, nhưng mà cho chúng ta thành phẩm cái bún xào không có bị đứt gãy nè, vẫn giữ được độ dai của bún và thơm ngon, rất là ngon nha. Vậy là hôm nay gia đình của mình đã chia sẻ xong cái cách làm bún xào tại nhà. Nếu mà mọi người cảm thấy thích video ngày hôm nay thì hãy cho mình một like và một đăng ký ủng hộ tinh thần cần lúc của vợ nhé. Có những cái góp ý nào thì hãy comment ở dưới để một bàn nội trợ tại gia có thể hoàn chỉnh mình được không ạ? Rồi cần lúc của vợ xin chào cả nhà, hẹn gặp lại vào những video tiếp theo nha. Thank you.